năm mến chào bà con Đó thì hôm nay quay lại kênh em xin chia sẻ cho bà con mình cái mô hình nốt cua đen của em hiện tại Đó Thì ở đây thì em có nuôi với cái phương pháp phương pháp đó bà con Thì thả bèo tây tượng về mặt nước ao với lại trồng qua súng Đó thì bà con mình có thể tham khảo để mình áp dụng vào cái môi trường nuôi của mình Thì bà con thấy cái nào phù hợp với cái môi trường mình hiện tại đó, thì bà con mình có thể áp dụng vô thôi Đó thì sẵn sáng nay thì cho bà con mình thăm cái ao ốc của em luôn thì bà con nào có theo dõi kênh của em thì cũng biết rồi. Thì cái ao ốc này hiện tại thì cũng tầm à, cỡ 4 tháng mấy 5 tháng rồi đó bà con. Thì ốc bữa nay thì à, cũng con cũng to to mình à, nếu mà con mình nuôi ốc thương phẩm á thì bà con mình có thể là sức bán được rồi. Đó. Thì sẵn đây em vớt cho bà con mình à, coi luôn. Khi mà bà con mình nuôi với cái hai môi trường như thế này đó con thì nó có à, hai cái à, mặt lợi và mặt hại thì nó khác nhau nếu bà con mình tận dụng được cái, cái, môi trường mà có súng như thế này bà con thì mình nuôi mình dễ kiểm soát ốc đó còn nếu mà bà con mình trồng bèo tây tư tượng á nếu bà con mình dưỡng bèo tây tư tượng á thì ốc bóng đẹp nhưng mà mình tại vì bèo tây tư tượng thì nó dày á bà con thì mình nó khó kiểm soát thôi hồi ôi bữa nay ốc quá đã bà con ơi đó ốc này đang đẻ được bà con tại vì nó có quần trứng đây nè thì bà con mình nuôi ốc á thì muốn biết ốc mình nó có đẻ hay không á chuẩn bị đẻ hay chưa á, thì bà con mình cứ tham khảo cái con ốc này nè coi để nó có bằng chứng nè với lại ốc mình nó bắt cặp á thì khi nào từ ngày ốc bắt cặp đến ngày mà ốc đẻ thì cũng khoảng từ tầm tuần lễ đến 10 ngày nha bà con thì ốc bắt đầu đẻ đó thì bà con mình có thể tham khảo thì hiện tại đây em nuôi với cái môi trường này thì em thấy cũng khá là ok nên em chia sẻ cho bà con mình để bà con mình có thể là tận dụng vào cái ao của mình á để bà con mình nuôi cho nó nó hiệu quả ừ. thì ở trên bờ em có trồng dừa với mai thì bà con mình cũng có thể tham khảo để mình tận dụng vào cái cái bờ giường mình luôn tại vì mình nuôi ốc u đen đó bà con thì mình hạn chế xịt thuốc chị sâu tại con ốc mình rất là nhẹ thuốc nên bà con mình lưu ý cái điểm đó đó thì em trồng dừa với mai thì em rất là hạn chế phun thuốc nên mình có thể là tận dụng kết hợp mình trồng như thế là, rất là ok rồi bữa nay nè trồng súng này mình chỉ giặt 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 đi ra là lắm chìm hết con luôn rồi ốc bữa nay là vô chuẩn bị đẻ cho bà coi ừ cầm súng thì cứ dẹt súng ra là lậm Đó thì hôm nay để cho bà con mình tha sẵn thăm cái ao ốc luôn Thì bà con nào có theo dõi kênh của em thì biết rồi Cái cao súng này bữa nay nó quá đẹp luôn bà con ơi Thì bà con mình thả súng trồng súng thì tầm khoảng một tháng à Là súng bắt đầu nở rồi Thì bà con mình khi đó mình ấp, ấp con giống bà con Thì mình thả ra được rồi Tại súng này nó không không có lạ môi trường, dễ lắm còn bà con mình dưỡng bèo tư tưởng thì tầm khoảng 2 phần 3 ao thì bắt đầu mình tiến hành mình tháo được rồi đó thì bà con mình lưu ý tại vì bèo tư tưởng đó bà con thì khi mà mình dưỡng cho nó nó đẹp đi rồi mình thả ốc để không mình thả ra thì mình không có xịt thuốc được khi mà mình chưa có thả ốc thì bà con mình dưỡng đi mình có thể phun thuốc trị sâu với lại thuốc dưỡng để mình dưỡng cho bèo cho nó đẹp còn khi mà bà con mình thả ốc ra rồi thì mình hạn chế phun thuốc trị sâu tốt nhất là không nên phun luôn đó thì bởi vì khi nào em cũng khuyên bà con mình mình tạo cái môi trường xong đi rồi mình hả thả ốc thì nó rất là ok còn bà con mình chưa tạo cái môi trường xong á cái mình gấp thả ốc á thì nó hơi dở nó thì bà con nên lưu ý thì ở đây em nuôi tới hai ba cái cái môi trường nuôi lẫn thì bà con mình có thể tham khảo thì bà con nào có xem kênh thì cũng biết rồi Đó, em nuôi trồng súng nè nó là ốc bữa nay rất là ok luôn còn bên mấy mương bên kia thì em có thể em thả bèo tư tưởng ốc bữa nay tầm khoảng 20 con 25 con ký hết rồi bà con ơi thì em chuẩn bị làm bể cho đẻ hết rồi đó. thì hiện tại bà con nào có nhu cầu mua con giống trứng ốc thì cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0339 739 390 gặp tiếng còn một số bà con nào có dự định nuôi á hoặc là chuẩn bị nuôi á mà chưa có gành gì ốc bu đen á thì bà con mình cứ liên hệ trực tiếp với em hoặc là kết bạn Zalo với em. Đó thì bà con muốn em hỗ trợ gì thì bà con cứ liên hệ trực tiếp. Đó thì em biết như em sẽ hỗ trợ chia sẻ cho bà con mình nhiều thôi. Để mình nuôi ốc cùng phát triển thôi bà con ơi. Chứ giai đoạn đầu á, bà con mình mới nuôi á thì chưa biết thì nó rất là khó khăn. Ai cũng vậy chân em lúc đầu cũng vậy đó, mới mới nuôi á thì không có biết gì á thì nó gặp nhiều trở ngại lắm có những vấn đề mà đơn giản mà mình không biết đó thì nó nó thành các gối đó thì bởi vì giờ thì bà con nào có chưa biết gì á cần em hỗ trợ thì bà con mình cứ trực tiếp liên hệ với em đi thì em biết như em sẽ hỗ trợ chia sẻ cho con mình nhiều thôi bà con đừng ngại mình nông dân mà nuôi ốc thì cùng phát triển thôi thì hiện tại bên em cũng có bán con giống trứng ốc đó. thì bà con nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0339 739 390 gặp tiếng hoặc là kết bạn Zalo với em. Thì em biết như em sẽ hỗ trợ và chia sẻ cho bà con mình nhiều thôi. Thì bà con có thể tham khảo cái mô hình của em ở đây nè, đó. Thì em nuôi ốc với lại trồng dừa. Ở trên thì mình cũng có sen mai nha bà con. Thì cái này mình tính kinh tế lâu dài thôi, dừa với lại mai á. Thì tầm khoảng 3 năm mình mới có thể thu hoạch thôi. Thì bà con mình có thể tham khảo. Tại vì mình trồng dừa với mai nè bà con thì mình hạn chế phun thuốc lắm thì ốc mình nó rất là khỏe còn bà con mình trồng cây ăn trái thì mình phun thuốc liền liền à đó thì nó sẽ ảnh hưởng ít với nhiều thôi rồi thì hôm nay em chia sẻ cho con mình tham khảo cái mô hình ốc của em như thế này thôi bà con nào có nhu cầu cần em hỗ trợ gì đó, thì cứ liên hệ trực tiếp hoặc là kết bạn zalo với em rồi mến chào bà con nha chúc bà con một ngày tốt lành